Xin chào, đây là The Back Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về Level 66 Swampy Water. Level 66 Survival Difficulty Class 3 Unsafe, Unsecure, Low Entity Count. Level 66 là level thứ 67 của The Back Room. Nó hiện là một level chưa được xác nhận. Và giờ, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào Level 66 nào. Level 66 xuất hiện như một đầm lầy, tương tự như đầm ngập nước ở Florida, hay có tên gọi khác là Florida Everglades. Level này có một lượng lớn các thực thể, với những con dead rat đặc biệt bơi trong vùng nước đầm lầy. Thật khó để có thể điều hướng ở level này, vì không có một con đường cụ thể trong level. Tình trạng cô lập ở đây là phổ biến, như nếu bạn uống đủ một lượng almond water thì có thể giúp ích. Nước đầm lầy có vẻ đặc biệt nguy hiểm và không được khuyến khích để uống nó. Các thực thể trong level này bao gồm Dead Rat, Greg, Skin Stealer, Camo Crawler và Dead Moth. Ngoài ra còn có các thực thể dạng cá sấu nhưng chúng vẫn chưa được đặt tên. Những thực thể này sẽ hoạt động giống như một con cá sấu bình thường, ngoài trừ việc chúng nhanh hơn, mạnh hơn và có gai ở trên lưng. Điều này làm cho chúng rất nguy hiểm. May mắn thay là những con cá sấu thường sẽ bị phân tâm bởi những con Dead Rat, nhưng bạn nên tránh những con cá sấu này bằng mọi giá. Trong level 66 cũng sẽ có một cái lán, nếu bạn đi vào bên trong đó, hầu như bên trong là trống rỗng, chỉ có một cái bàn, một chiếc giường và một bức ảnh cũ của một người lính quân đội từ những năm 1900. Một máy bay chở hàng bị rơi cũng có mặt trong level này. Trong chiếc máy bay này có những nguồn cung cấp cũ, chủ yếu là thức ăn và đồ uống đã hết hạn sử dụng, còn lại là những chai almond water cũ và tất cả đều không an toàn để tiêu thụ. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy vũ khí và mặt nạ phòng độc. Sau khi lang thang qua đầm lầy vài ngày, những tiếng còi báo động sẽ vang lên trong vài phút. Nguồn âm thanh của tiếng còi là hoàn toàn không xác định. Một thời gian sau, một thực thể kỳ lạ giống như con người mặc một bộ đồng phục từ những năm 1920 và đeo mặt nạ phòng độc sẽ xuất hiện. Thực thể này được nhìn thấy là đang nhìn chằm chằm từ xa. Nếu tiếp cận, thực thể này sẽ bỏ đi và sau đó dường như biến mất. Và sau đó, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời mặc dù không có chiếc nào được nhìn thấy. Sau vài tuần, có thể nghe thấy tiếng nổ và khí đốt sẽ bắt đầu xuất hiện trong đầm lầy. Loại khí này cực kỳ nguy hiểm nên tránh xa nó bằng mọi giá. Thế nhưng, các lối thoát lại không bị ảnh hưởng bởi loại khí này. Nhưng mặt nạ phòng độc từ chiếc máy bay bị rơi sẽ có ích. Trong giai đoạn này, các thực thể cá sấu sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ, chúng có khả năng tỏa ra khí độc từ cơ thể của chúng. Tại thời điểm này, các thực thể con người đeo mặt nạ sẽ thành từng nhóm chạy qua vùng nước âm u. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đánh lạc hướng các thực thể này đều dẫn đến thất bại. Trước khi thực hiện các tương tác vật lý, tương tác thành công với các đối tượng này sẽ dẫn đến việc các đối tượng tiếp cận và nắm lấy bạn. Họ cũng có thể nói những điều như: "Hãy đi cùng chúng ta, nơi này quá nguy hiểm. Qua đây, anh cần sự giúp đỡ. Bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi." Sau khi tương tác với những thực thể này, bạn sẽ được dịch chuyển đến level 14. Đây là tất cả thông tin mà phân đội trong tổ chức MEG Murky Mariner đã phát hiện ra cho đến nay. Thông tin sẽ được đăng ký khi nó có sẵn. Đợi đã, các bạn có thấy gì kỳ lạ? Trong video phân tích level 14 của mình thì mình có nói rằng tài liệu của level 14 hoàn toàn không có bất cứ thứ gì liên quan đến lối vào của level này, bởi vì tất cả đều bị thay bằng những từ ngữ Hoa Mỹ. Vậy tại sao level 66 lại có? Liệu hai level này có liên quan đến nhau? Nếu bạn còn nhớ những lời nói của những thực thể con người mà mình đã nói ở trên: bình tĩnh, đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi, bình tĩnh, đừng hoảng sợ. Những lời nói này nếu xét qua thì bình thường, nhưng nếu phân tích kỹ lưỡng thì những lời nói này y như những lời mời gọi trong level 14. Vậy nếu những thực thể này là ở level 14, vậy họ đến đây để làm gì? Có mục đích gì? Thăm dò nơi này để làm gì? Hay họ chỉ là những thực thể bình thường nhưng bị ký sinh khiến cho tương tác với họ sẽ bị dẫn đến level 14. Tất nhiên, cũng nhờ suy đoán này của mình mà mình đã tìm thấy một số giả thuyết khá là hay. Mình sẽ để nó ở đây để các bạn cùng xem. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần căn cứ và cộng đồng. Có duy nhất một căn cứ ở đây, đó chính là đội Murky Mariner của tổ chức MEG. Nhóm này thực hiện để khám phá level này. Có một cơ sở hay căn cứ của những nhóm này ở gần những lối thoát của level này. Họ sẽ giúp những người sống sót ở trong level này, đồng thời họ sẵn sàng mở giao dịch để mua bán. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là lối vào và lối thoát của level 66.
bạn có thể vào được level 66 bằng cách tìm một khu vực đầm lầy ở level 34 hoặc level 10, hoặc bằng cách ra khỏi cổng ở level 78. Nếu bạn ra khỏi cổng ở level 78, bạn sẽ nhận thấy mọi thứ biến thành đầm lầy từ từ và không khí dần trở nên loãng. Thoát khỏi level 66 bằng cách tìm một con đường dài nằm sâu trong level 66. Nếu bạn đi theo nó, bạn sẽ đến được level 11. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.